Bạn An viết 3 số tự nhiên theo thứ tự từ bé đến lớn. Bỗng nhiên một giọt mực rơi xuống giấy, che mất một chữ số ở vị trí này. Bạn hãy giúp bạn An tìm lại chữ số bị mất nhé. Khi An viết 3 số tự nhiên từ bé đến lớn, tức là cái số này nó bé hơn cái số này, và cái số này nó bé hơn số này. Khi đó ta có thể biểu diễn đồng thời hai cái phép so sánh bằng cách này. Vì ba số này đều có 4 chữ số như nhau, cho nên chúng ta phải đi xét các chữ số ở trên cùng hàng. Chữ số hàng nghìn đều là 1. Chữ số hàng trăm, 5, sao và 6. Như vậy chữ số hàng trăm này có thể là 5 nhưng cũng có thể là 6. Vậy phải chọn chữ số nào để thỏa mãn điều kiện này đây? Ta có thể đi xét từng trường hợp. Nếu chữ số này là 5 thì nó bé hơn chữ số 6, cho nên điều kiện này được thỏa mãn. Tuy nhiên nó giống chữ số hàng trăm của số này, vì vậy ta xét tiếp cái chữ số hàng chục 3 lớn hơn 2. Thế thì điều kiện này khi đó không thỏa mãn, cho nên chúng ta loại cái trường hợp chữ số xa bằng 5 đi. Ta thử xem chữ số 6 thế nào. Nếu đây là chữ số 6, 5 bé hơn 6, cho nên điều kiện này được thỏa mãn. Còn với điều kiện này thì chữ số 6 nó giống chữ số hàng trăm bên này. Ta so sánh tiếp chữ số hàng chục, 2 và 2 vẫn giống nhau, 3 thì bé hơn 5. Như vậy điều kiện này thỏa mãn. Vậy ta chọn chữ số 6, chính là chữ số bị mực che mất.